Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm một món bánh bông lan mà ngày xưa nhà Diễm cũng rất là hay làm. Chỉ có bây giờ mình làm thì mình thay đổi công thức tí xíu và mình thêm phô mai nữa vào giữa phần bánh, làm cho bánh tăng thêm vị béo và thơm ngon hơn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bông lan mặn phô mai chà bông này với Diễm nha. Với công thức này thì mình cần 5 cái trứng gà. Trứng gà này Diễm lấy từ trong tủ lạnh ra. Diễm cân luôn vỏ thì nó dao động từ 62 cho tới 64 gram. Và trứng gà này mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Nếu mà mình muốn tách lòng đỏ ra dễ thì mình có thể để trứng ở nhiệt độ phòng. Cho lòng trắng nó mềm thì mình tách dễ dàng hơn. Tiếp theo mình đi chuẩn bị bột và đường. Ở đây Diễm có bột mì, Diễm sử dụng bột bánh nha. Còn nếu mà mình không có bột bánh thì mình có thể sử dụng bột mì số 8 hoặc là bột làm bánh bông lan á. Mình cần ở đây là 100g. Mình sử dụng bột bánh hoặc bột bánh bông lan để cho cái bánh nó nở tốt, nó xốp, nó không có bị xẹp. Tiếp theo Diễm có đường bột hoặc là nếu mà mình không có thì mình sử dụng đường cát cũng được. Mình cần là 90g. Đường bột quá sẽ giúp cho cái bánh nó xốp và nó mềm hơn. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng nè. Về chất lỏng thì mình sẽ có là dầu ăn và nước cốt dừa. Dầu ăn thì mình cần 50g ha. Nước cốt dừa thì mình cần 60g. Nếu mà mình không có, mình có thể thay bằng 50g sữa tươi cũng được. Nước cốt dừa thì giúp cho cái bánh nó mềm và nó béo theo kiểu của người Việt hơn. Đây là bánh bông lan mặn, vì vậy mình cần cho thêm 40g thịt nguội. Nếu mà không có thì mình có thể cho xúc xích hoặc lạp xưởng cũng được. Và Diễm cho thêm phô mai ha, mình cần là 100g. Mình cho phô mai cheddar hoặc là mozzarella hoặc là phô mai bình thường cũng được. Diễm thấy phô mai cheddar này thì cái vị nó thơm và nó rất là béo, nó mềm nữa. Diễm có thêm ở đây là mè ha, mình cần là 8g. Mình nên rang mè vàng thì khi mà mình rắc lên bánh nó sẽ thơm ngon hơn. Chà bông thì mình cần 10g. Nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được, nhưng mà có chà bông thì nó giống kiểu bánh bông lan mặn hơn. Hành lá thì mình cần 40g. Mình nên sử dụng hành lá cái loại to như vậy nè, thì khi mà mình nướng nó lâu có bị cháy và nó giữ được cái độ tươi hơn. Mình cắt thành từng khoanh, nó có cái độ dày khoảng 2mm nha, đừng có cắt nhuyễn quá. Diễm cho thêm vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn. Và mình sẽ cho thêm tí xíu muối nữa, 1/8 muỗng cà phê, giúp cho cái phần hành này nó giữ được màu xanh, đồng thời nó cũng đậm đà hơn. Mình sẽ dùng đũa đó, mình trộn cho thật là đều ha. Có tí xíu dầu thì khi mình nướng nó thơm và hành nó không có bị khét. Bây giờ mình đi đánh bông cái phần lòng trắng trứng trước. Diễm có 1/4 muỗng cà phê muối. Và để cho lòng trắng trứng nó ổn định, đồng thời nó khử được cái mùi tanh á, thì Diễm sẽ sử dụng ở đây là giấm đậu trắng. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng nước cốt chanh thôi nha, vẫn được. Mình cần là 1 muỗng cà phê. Nước cốt chanh thì mình cũng cho 1 muỗng cà phê luôn. Còn nếu mà mình không có nước cốt chanh nữa thì mình sử dụng giấm trắng vẫn được. Bật máy lên á, mình để ở tốc độ trung bình ha. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 2. Và mình đánh cho cái phần lòng trắng này nó bông lên như là bột xà phòng á. Thời gian á, thì nó khoảng từ 30 cho tới 45 giây. Mình lưu ý là mình đánh theo một chiều nha. Mình đừng có đánh ngược chiều qua lại thì nó là dễ làm cái bọt khí nó bị vỡ. Thì mình đánh rất là lâu mà nó không có bông lên được. Đó, khi mà mình thấy nó bông lên như vậy thì bắt đầu mình lấy đường mình cho vào. Mình cũng bật máy ở tốc độ trung bình. Và lượng đường 90g này á, mình sẽ chia nó ra làm 4 cho tới 5 lần mình cho vào ha. Mình cho vào một lần xong cái mình đánh khoảng cỡ dài vòng á, rồi mình cho tiếp vào. Thì thời gian cho đường á, Diễm có canh nó khoảng từ 45 giây cho tới 1 phút á. Sau khi cho hết đường rồi á, thì mình cũng giữ cái tốc độ trung bình và mình cứ đánh thiệt là đều tay ha, theo một chiều. Tổng cộng thời gian á, Diễm cũng có canh, nó là khoảng 4 cho tới 5 phút. Mình cứ đảo cái cây đánh bánh thiệt là đều, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng nên nhấc nó lên tí xíu cho cái phần trên của lòng trắng trứng á, mình đánh nó bông, rồi mình lại di chuyển xuống dưới. Như vậy á, thì Diễm thấy á, lòng trắng trứng nó bông đều hơn. Và lưu ý là theo một chiều nha. Khi mà mình thấy cái lòng trắng trứng nó bắt đầu nó đặc và nó dẻo và mình đánh nó tạo thành những cái vân như vậy nè là đạt.
mình đừng có đánh lâu quá thì quá cứng á, thì cái bánh mình nướng nó nở cao nhưng mà xong nó sẽ bị xẹp. Mình nhấc lên thì mình thấy cái chóp nó như vậy, nó mềm ha, mà nó không phải quá mềm. Để sang một bên, mình lấy 5 cái lòng đỏ đó, mình cho nước cốt dừa vào 60g ha. Dầu ăn á, thì 50g mình cho vào luôn. 100g bột bánh á, mình cũng cho vào. Và mình lấy cái cây phết bột hoặc là cái phối lòng cũng được. Mình sẽ trộn cho tất cả những cái hỗn hợp này nó đều với nhau. Lúc đầu có thể nó hơi bị vón cục tí xíu ha, thì mình cứ trộn thật đều cho tới khi mà mình thấy nó tạo thành một cái hỗn hợp dẻo và mịn, nó sẽ hơi đặc tí xíu nha. Đó là như vậy. Thì bây giờ Diễm mới lấy cái hỗn hợp lòng trắng trứng mình đã đánh bông á, mình cho vào cái hỗn hợp lòng đỏ, thì mình múc khoảng 1 phần 3 nha. Mình cho 1 phần 3 cái lòng trắng trứng vào lòng đỏ như vậy để mình khuấy cho cái hỗn hợp lòng đỏ nó loãng ra hơn, thì khi mà mình trộn nó dễ dàng hòa đều. Lúc này thì mình không cần cái phương pháp gì ha, mình cứ trộn cho lòng đỏ và lòng trắng nó đều với nhau là được. Khuấy mạnh tay cũng được, không sao hết. Thời gian thì khoảng cỡ 1 phút mà. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp trứng nó đều như vậy, không còn cái lòng trắng trứng hoặc là màu vàng của cái lòng đỏ đó, thì bây giờ mình mới cho hết vào trong cái tô lòng trắng trứng. Và lúc này mình dùng cái phương pháp fold, đó như Diễm làm nè, để mình trộn cho lòng trắng và cái hỗn hợp lòng đỏ lòng trắng nó đều với nhau. Thời gian thì khoảng 1 phút nha. Mình lưu ý là mình cũng đừng có nên trộn lâu quá, sẽ làm những cái bọt khí nó vỡ thì cái bánh của mình nó không có nở tốt. Khi trộn thì mình vét cái thành của cái thau luôn, tại vì lòng trắng trứng lúc đó chỗ đó nó còn nhiều đó. Rồi ở bên dưới cái đế thau cũng vậy nữa. Mình trộn đều như vậy thì lúc mà mình nướng á, cái bánh nó mới nở đều. Tại vì có trường hợp nếu mà mình trộn không đều thì cái bên dưới á, thì nó đặc trong khi bên trên nó xốp. Đó, mình thấy cái hỗn hợp sau khi trộn đều xong á, thì nó sẽ không có loãng, nó đặc và nó sệt như vậy. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái khuôn hình chữ nhật để mình nướng bánh ha. Cái kích thước khuôn này là 22 x 28 cm. Và mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh á, sao cho nó vừa vặn với cái khuôn. Mình lót như vậy tí xíu nữa bánh chín mình lấy ra rất là dễ dàng. Chuẩn bị xong thì mình sẽ đi làm nóng lò nướng nha. Diễm sẽ bật hai lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Thời gian làm nóng lò thì thường Diễm làm nóng khoảng 10 phút. Cho bột vào khuôn thì mình sẽ cho 2 phần 3 cái lượng bột vào nha. Mình trải đều ra như vậy nè. Mình không cho hết bột vì mình sẽ cho cái lớp phô mai đó nó nằm ngay giữa, thì khi mà mình cắt bánh nó đẹp hơn, và cái lớp phô mai nằm ngay giữa thì nó cũng giữ được cái độ dẻo mềm, nó không có bị cháy quá, nó bị khô đó. Rồi mình dùng cái cây phết bột á, mình trải bột ra cho đều, thiệt là nhẹ tay nha. Rồi Diễm mới xếp phô mai vào. Khi xếp á, thì mình để nhẹ nhàng ha. Đầu tiên mình sẽ lấy 4 lát, mình xếp ở 4 góc, sau đó một lát còn lại mình cắt làm đôi và mình cho vô ngay giữa. Rồi mình lấy hành lá đó, mình cho tí xíu vào như vậy. Cái này là ý kiến của anh nhóc nhỏ nhà Diễm á, ảnh nói là phải có tí xíu ngay giữa, mình ăn trúng miếng hành nó mới ngon. Sau đó mình sẽ lấy cái phần bột còn lại đó, mình cho thiệt là nhẹ nhàng để mình phủ lên cái lớp phô mai này nha. Lưu ý là mình cho nhẹ và mình rải đều. Tại vì nếu mà mình đổ bột mạnh quá sẽ làm cho phô mai nó bị chìm xuống dưới đó, thì nó không có ngon, không có đẹp. Sau khi cho bột hết rồi á, thì mình dùng cái cây phết bột đó, mình nhẹ nhàng, mình tán cái bột ra cho nó đều, nó phủ hết cái lớp phô mai. Lưu ý là làm nhẹ tay nha. Rồi bây giờ á, mình mới lấy thịt nguội á, mình cho lên trên. Thịt nguội á, mình nên cắt ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Nếu mà mình sử dụng xúc xích hay lạp xưởng cũng vậy. Tại vì nếu mà để cái miếng to quá thì nó dễ bị chìm ở bên dưới cái bánh á. Rồi sau đó mình lấy hành lá đó, mình cho hết lên trên luôn. Mình cũng rải đều ra. Tiếp theo mình sẽ cho mè ha. Thì mè mình cũng rắc đều lên trên mặt bánh. Có tí xíu mè làm cho bánh ăn cái vị nó thơm hơn nhiều lắm. Và cuối cùng thì mình sẽ cho trà bông. Trà bông thì mình nên tơi nó ra và mình cũng trải đều lên trên cái mặt bánh ha.
Vậy là mình đã xong rồi. Bây giờ mình mang mình đi nướng bánh liền luôn nha. Bánh thì mình đặt ở rãnh giữa của lò nướng. Và mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong khoảng thời gian là 45 cho tới 50 phút. Sau 40 phút thì mình nên kiểm tra bánh ha. Mình thấy bánh nó vàng nè và nó căng phồng lên. Bánh khi nướng mình thấy sẽ rất là thơm luôn. Để đảm bảo bánh chín mình có thể dùng cái cây tăm mình xiên vào ngay giữa. Thấy cây tăm khô ráo thì mình có thể lấy bánh ra được. Bánh này Diễm nướng chính xác là 50 phút luôn đó. Khi lấy ra thì mình sẽ để bánh nguyên ở trong khuôn như vậy. Mình đợi khoảng từ 3 cho tới 5 phút ha, cho bánh nó nguội lại tí xíu rồi mình hãy lấy ra. Khi mà bánh nguội thì mình thấy nó co lại nè, tại vì mình sử dụng cái cốt bánh ở đây là bánh chiếc phong á. Cốt bánh chiếc phong á, ưu điểm của nó là rất là nhẹ, xốp và mềm ha. Bánh này vì có phô mai, vì vậy Diễm thấy mình ăn nóng sẽ ngon hơn. Tại vì cái lớp phô mai nó mềm mà nó thơm và nó dẻo nữa. Nếu mà mình sử dụng phô mai cheddar như Diễm thì Diễm thấy bánh để nguội ăn vẫn ngon nha. Còn những loại phô mai khác như mozzarella rồi thì nó cần độ nóng để nó mới dẻo, nó mới ngon. Để Diễm cắt ra thử cho mình xem. Khi mà mình cắt ra thì mình sẽ thấy cái lớp phô mai đó nó nằm ngay giữa và nó mềm, nó chảy ra. Rất là hấp dẫn. Bánh cầm mềm và nhẹ lắm luôn. Nếu mà mình thích cái dạng bánh hot dog á, mà mình không có cái khuôn nướng á, thì mình có thể làm bánh này. Diễm thấy á, ngon không thua kém gì bánh hot dog hết. Mà làm lại tiện lợi nữa. Và mình cũng có thể sử dụng cái công thức bột này cho bánh hot dog cũng được nha. Bánh này nếu mà mình để ở nhiệt độ phòng á, thì được 1-2 ngày. Để trong tủ lạnh thì được từ 3-5 ngày. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.